anh cân đi. Coi 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 giùm coi. Sụt nửa ký. Ôi tao sụt nửa ký mày sụt tới 2 ký luôn. 2 ký luôn á? Chết rồi. Mẹ mày gửi tiền cho mày quá trời, kêu là dặn mày ăn uống mà lên nha mà thấy sụt cân ống nhóm nhách gì là tiêu. Trời cái cân đây rồi, cái cân đây rồi. Trời ơi cái cân đây rồi. Trời ơi em ơi. Hôm nay giờ thấy dọn người nặng quá lên như mới có 3 ngày mà lên 5 ký rồi. Cái gì? 5 ký hả? Ô mặn mục quá ha. Chết rồi. Không biết dạo này sao tôi ăn nhiều quá. Lên ký rồi mà tao vẫn cảm thấy đó bụng ta. À dạ có gì ăn không? Có gì ăn? Ăn nữa hả? Ừ, tao đây tuổi ăn tuổi lớn hay sao đó bụng hoài. Mày phải gửi đồ ăn. Không, bên đây nè. Đâu? Trời hình thể tốt quá. Trời ơi. Ê. Cái gì? Mày trói nó chưa? Trói rồi. Trói rồi không? Chặt lắm rồi. Tao giấu đồ ăn rồi. Giấu rồi. Tao giấu ở một nơi mà nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Tao giấu đâu? Tao giấu trong bếp. Nó biết đâu? Cái gì? Ờ. Mày điên hả? Tao trói nó ở trong bếp đó. Ha 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 ha. Cái đùi. Nó ăn mày kìa. Công nhận tụi bay thông minh thiệt. Chó tao trong bếp rồi để đồ ăn trong bếp luôn. Ngon lắm. Nhưng mà khoan đã. Tôi nhớ nhà mình có 2 cái đùi gà. Mà tại sao trong bếp chỉ có 1 cái đùi gà thôi? Tao biết không? Còn cái nữa đâu? Anh biết của tao. Mày giấu. Trời ơi, tự nhiên tao giấu mất cười quá. Không, mày giấu. Sao không, tao đâu có giấu đâu. Mày nói là không giấu hả? Không. Chắc không? Hey. Được. Đây là phát minh của gia đình tao. Trời ơi. Cây giò đồ ăn. Trời ơi. Nếu như mà nó đụng vô người nào, người đó không có đồ ăn, nó sẽ không phát ra âm thanh gì. Nếu như mà có đồ ăn, nó sẽ phát ra 2 chữ. Trời, đồ người ta là không có đồ ăn gì đâu. Mày có giò tới sáng không có cái nào hết á. Bây giờ có không? Không. Ú dè. Cái cây mày bị gì làm tao nhổ quá nè. Nó phát lên 2 chữ ú dè rồi. Vậy hả? Trong ngực mày có đồ ăn. Móc ra đây. Móc lên. Con cá nhỏ xíu à. Móc ra. Đánh tao. Để lên đây. Tao mở vô. Bỏ lên. Bye bye. Đàn ông con trai mày nhét bánh bao trong người. Mày muốn giả lộ hả mày? Bây giờ còn cái đùi gà đâu? Móc ra. Tụi bay đừng có giấu tao bạn bè mà có 2 cái đùi gà tụi bay không chia sẻ cho tao hết. Tụi bay đúng là... Đúng là gì? Mày cầm... Tụi bay đúng là... Mày cầm trên tay mày còn ăn chưa hết, mày mới lấy cái bánh bao này xúc xích của người ta rồi mày còn đòi thêm 1 cái đùi gà nữa hả? Trời hại em ra bụng rồi. Tao ăn hơi nhiều tao đau bụng. Tao đi vô trong tao ra xử lý tụi bay sao? Mày quên nữa. Tụi có thói quen vừa đi vệ sinh vừa ăn. Cái thằng này á, thiệt á. Trời ơi, thật ngoan mục. Mà nghe tao nói này, yên tâm đi. Tao giấu mất tiêu rồi, chuyện này chính xác cho hoàn toàn luôn. Ờ, chính xác nha, có 2 cái thôi đó, hồi nãy là bị phát hiện, còn cái đó mày làm sao mày làm đi. Tao thông minh lắm, tao giấu trong nhà vệ sinh đó. Mày giấu trong nhà vệ sinh? Đúng rồi. Trời ơi, ông nội, ông ngu vừa thôi. Hôm bữa nó vô toilet ăn cơm đó cha. Ha 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 ha. Đây là đầy đủ bộ sưu tập 2 cái đùi gà. Trời ơi. Đầy đủ bộ sưu tập 2 cái đùi gà ở trên tay của tao rồi. Cà. Rồi nha. Dạ. Mày cũng không dám ăn hả bạn? Mày ăn thiệt vậy hả? Tao ăn thiệt cũng cho mày coi. Ừ, mày hay lắm. Cho ăn cái đùi gà này tôi để dành cho ăn tối. Ừ. Bây giờ tao ăn nhẹ thôi. Ừ. Tao ăn kẹo. Hay lắm. Nhà này có kẹo không? Tao nhớ nhà ăn bữa có người tặng kẹo qua là kẹo. Sao cái số phận của tụi mình nó nhục nhã cắn làm bạn với cái thằng này vậy trời? Được không? Bây giờ hả? Rồi. Tao thách mày đó. Thách gì? Mày đi kiếm kẹo đi. Với cái trình độ của tao đây mà mày muốn kiếm được kẹo tao cầm con mày. Xin lỗi mày. Nãy giờ tao vô nhà bếp, tao vô nhà tắm rồi. Không có đồ ăn. Bây tao bảo đảm kẹo là giấu trong nhà này thôi. Đừng à, tao nhà. Biết rồi. Mày dễ gì mày giấu trong nhà. Mày giấu ngoài cửa sổ chứ gì. Trời ơi, sao mày giỏi vậy? Đúng rồi. Nó giấu ở trên cái tán cây. Đúng rồi. Lá gì vậy? Dễ kiếm đó. Đi. Quý. Thấy chờ tao. Quý. Tao giấu một nơi đặc biệt an toàn hơn 2 cái nơi hồi nãy luôn. Là cái gì ở đâu nữa? À không được, tao nói cho mày nghe thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà bây giờ tao sẽ làm. Rồi một hồi mày thấy mày nhận dạng ra liền à. Trời ơi, nhưng mà
Rồi rồi bây giờ làm cho tao coi đi, bây giờ phải chỉ tao này, lỡ tao muốn ăn tao tìm tao lấy. Ok. Nguyên liệu: giấy màu vàng, xanh, bút màu, keo hai mặt, hạt trang trí. Cách làm: bạn đo các mảnh giấy vàng thành hình mẫu như thế này. Mẫu giấy có 6 hình chữ nhật liền kề nhau, kích thước lớn nhỏ tùy chọn. Ở hai cạnh chiều rộng của một hình chữ nhật đầu tiên, ta vẽ hai hình lục giác có các cạnh đều nhau. Bước 2, lật mặt sau, dùng bút màu cam vẽ các đường chéo cắt nhau để tạo hình quả thơm. Bước 3, tiếp theo, bạn gấp các nếp giấy theo đường in trên mẫu. Bước 4, tiếp đến, bạn dán keo và các nếp gấp với nhau tạo thành hình hộp quà. Bước 5, sau đó ta phác họa một chiếc lá thơm lên mảnh giấy xanh và cắt ra. Dùng dao rọc giấy tạo một đường dài trên mặt trên của hộp, rồi dán chiếc lá qua khe hở đó. Bước 6, cuối cùng, bạn gập nắp hộp và luồn khóa cài vào khe hở trên cạnh thân hộp là xong. Hộp quà trong hình dáng trái dứa siêu xinh của chúng mình đã hoàn thành. Bạn thay đổi kích thước hộp quà lớn hay nhỏ tùy thích nữa đấy. Thật tiện lợi phải không nào? Ý tưởng hộp đựng kẹo quả dứa trang trí tuyệt đối không tồi chút nào đâu nhé. Chúc các bạn thành công. Quay đó mình đó, bây giờ mình từ từ mình tận hưởng, mình chia sẻ đi. Kẹo quay đó mình đó. Từ từ mình tận hưởng, mình chia sẻ. Trời ơi trời. Ủa, nó mất tiêu rồi. Chắc là nó rơi ở đâu đó, nó rớt ở đâu đó. Nãy giờ nó mất tiêu rồi. Các con có biết kẹo của các con ở đâu không? Thằng quỷ mập mày. Trời ơi. Kẹo của các ngươi đã nằm trong tay ta. Các ngươi tưởng giấu trong trái khóm là ta không biết được à? Đúng là đồ ngốc. Ta đi ăn kẹo đây. Trời ơi. Trời. Nó đánh hơi được mùi kẹo. Trời ơi. Thấy tao chọc quê kiểu con nít ghê chưa? Tao đi đây. Trời ơi. Hay quá hả? Mày giỏi chưa? Mà làm sao? Ai biết. Cắt luôn. Ủa? Ủa? Cái đó cũng sao? Làm lại. Đi đây.